chào anh ạ. Trước hết thì em xin giới thiệu, em là Nga, đến từ công ty cổ phần PNP Việt Nam, là nhà phân phối rau cạo dâu Flyco. Thì hôm nay em rất vui được gặp anh và muốn anh chia sẻ một chút về về cái việc anh sử dụng cái rau cạo dâu của chúng em nhé. Dạ vâng. Thì trước hết thì anh có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Lâm, năm nay mình 30 tuổi. Nói chung là về cái rau cạo dâu của bạn ấy, mình thấy có đăng quảng cáo thì mình cũng dùng thử. Mình gọi điện đến thì nói chung là tất cả là về cái vấn đề giao hàng là rất là nhanh chóng và tiện lợi. Mà mình dùng là cảm thấy rất là ok đấy. Thì trước khi dùng sản phẩm thì anh thường cạo râu bằng loại nào ạ? Nói chung ngày trước là mình cũng dùng nhiều loại, từ loại lưỡi kép, xong rồi lưỡi đơn, rồi cũng dùng một số của các hãng khác, nhưng mà nói chung là nó cũng chưa được hoàn hảo lắm. Nhưng mình chuyển sang cái này thì mình dùng thấy ok, tại vì là nó không bị xước vào mặt, tại vì các sản phẩm kia có những cái là mình cạo là, ví dụ mình vội đâu mình cạo là bị xước vào mặt. Nhưng mà sản phẩm này dùng là ok. Tức là chủ yếu là mình dùng mà mình cảm thấy thoải mái đúng không ạ? Chính xác. Dạ vâng. Anh có hay phải đi du lịch hay đi chơi không? Có. Thì cái sản phẩm này thì khi mà mang đi ấy, thì có bị bất tiện không ạ? Không, cái sản phẩm này rất là tiện gọn, nó cũng to hơn cái điện thoại một chút thôi. Nhưng mà mình mang đi thì cảm thấy ok luôn, rất là gọn. Cái chuyện mà phải sạc điện khi sử dụng thì anh có cảm thấy là phiền phức không ạ? Không, cái này thì có gì đâu. Ví dụ như tối mình tắm rửa xong rồi mình sạc thì để sáng mai mình rút ra là ok luôn. Không vấn đề. Nếu mà để miêu tả sản phẩm bằng một từ thì anh có thể chọn từ nào ạ? Tuyệt. Tuyệt ạ. Vâng. Anh với sản phẩm này thì anh có sẵn sàng giới thiệu cho hoặc là đem tặng cho bạn bè, người thân hay đồng nghiệp không ạ? Mình cũng có ý định, nếu mà trong các dịp như sinh nhật bạn bè thì mình cũng đang có ý định là sẽ tặng bạn. Và bạn mình rất nhiều bạn, cũng rất nhiều dâu. Nhiều dâu ạ? Anh cũng nhiều dâu đúng không? Ừ, anh thì rất nhiều dâu. Anh có sản phẩm sử dụng thường xuyên? Sẽ sử dụng thường xuyên.